Câu hỏi của Thức Tôn. Thưa Thầy, cho con hỏi, đạo Thanh Hải Vô Thượng Sư là chánh đạo hay tà đạo? Con thấy những người đi theo đạo này đó vẫn là ăn chay trường. Hiện nay đó, thì rất nhiều quốc gia xem đó, cái tổ chức của Thanh Hải là một tà phái. Cũng giống như ở Tin Lành đó, ta xem Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ và Hội Thánh Tăng Thiên Địa đó là tà đạo. Tôi không gọi Thanh Hải là tà đạo, chỉ là một tà phái thôi. Vì không biết là bà có đăng ký tôn giáo ở một quốc gia nào chưa. Tôi thì chưa, tôi không muốn dùng nữa, đó là tôn giáo về đăng nó lên quá cao. Nó chỉ là một cái giáo phái, lúc đầu thì tách ra từ đạo Phật, rồi vay mượn Bồ Tát Quan Âm để làm bình phong cho mình, tự xưng mình là Quá Thân Quan Âm, rồi truyền dạy phương pháp và thiền Quan Âm, mà thực ra chỉ là cái thiền quan tưởng thôi. Đó là trái ngược lại với những gì được dạy về Bồ Tát Quan Âm ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, trong kinh Phổ Môn và trong kinh Hoa Nghiêm. Rất tiếc là có rất nhiều người u mê chạy theo bãi. Thì một trong những cái chiêu để thu hút quần chúng của Thanh Hải đó, ngoài cái việc tự xưng mình là Quan Âm đối với Phật giáo, tự xưng mình là Quá Thân của Chúa đối với những người theo tôn giáo phương Tây, thì Thanh Hải đó còn chủ trương ăn chay và mở ra các nhà hàng chay. Thì trong 25 năm qua đó, thì bà Thanh Hải là một trong những người Việt Nam đi đầu về việc mở nhà hàng chay ở hải ngoại và ở tại Việt Nam. Và cái đó nó giúp cho những người đồ đệ đi theo bà đầu tư vào lĩnh vực này đó, tức là làm giàu được. Tại vì cái đối tượng phục vụ cho các nhà hàng chay của Thanh Hải đó là thành phần trung lưu và sang trọng. Cho nên cái lợi tức tạo ra từ cái việc kinh doanh nhà hàng chay đó là rất đáng được trân trọng. Thì bằng cái cách đó nó làm cho rất nhiều người ngộ nhận rằng đó là bà ấy truyền bá đạo Phật chánh tông. Vì tự xưng mình là Quá Thân Bồ Tát Quan Âm, dạy cách tu Quan Âm, rồi truyền tâm ấn qua pháp tu Quan Âm, rồi giảng chay trường, vân vân. Thực ra chỉ là vay mượn hình thức của Phật giáo để là đề cao chính mình, như là một sự lừa đảo thôi. Đó là một sự lừa dối có tổ chức. Cho nên tôi khuyên các quý Phật tử đừng nên mất thời giờ đọc và nghe, xem các tài liệu do Thanh Hải viết, truyền bá phổ biến ở trên hệ thống truyền hình, hệ thống internet, hay là hệ thống sách vở, hay là sách nói. Mất thời giờ bằng vô ích. Lỡ mà nhiễm vào cái cuồng tín mê tín của các nhóm tà đạo nói chung và tà phái Thanh Hải nói riêng là uổng phí cả một kiếp người, rất là đáng đau lòng. Và tôi không bao giờ gọi Thanh Hải Vô Thượng Sư, tôi chỉ gọi là bà Thanh Hải thôi. Vì cái khái niệm Vô Thượng Sư đó là chỉ cho Phật, bậc thầy không có ai bằng được, không có ai hơn được. Thì bà ấy rất là cao ngạo, và bằng cái khái niệm đó bà ấy đã thu hút được rất nhiều người thiếu hiểu biết đến với mình, thì xem mình đó như là Quá Thân của Phật và Quá Thân của Chúa.